À hơn 100 triệu. 165, anh vừa bảo 265. 165. À, 165 thôi các bác nhá. Anh Cường báo nhầm. Em thấy lạ lạ rồi. À đây, giờ mới thấy các bạn đây, chỗ này chạm tí này. Các bạn thấy không? Chạm đây, đây nó bả lại matit này. Một đoạn đây. Đấy, còn phần bên này thì vẫn ngon. Ôi, ốc này có vẻ giống như tháo rồi, phẫu thuật rồi các bạn đây. Cháu đây là tháo rồi, đã nhìn không kỹ. Đây. Ốc bốp là tháo rồi nha. Hello, em xin chào các bác. Đấy, bác Cường đi mua về rồi các bạn. Mua được cái con Mirager số sàn này. Còn cái con Mazda 3 này em chưa kịp quay thì bán mất rồi, nhận cọc rồi. Đấy, con này đời 2015 này. Màu đen. Đấy, bị cấn một tí ở đây thôi. Đấy, nó quay cho các bác này. Nhưng con này em nhận cọc rồi các bác nhá. Đấy, thấy rồi. Không quay nữa, bán rồi, quay gì mà quay con này thôi. Mới mua hôm nay đây. Đấy, bác Cường nào có khách các bạn đấy. Để con xe chất chưa? Xe nhỏ, máy to nhỉ. Đây, bắt đầu xem con này nào. Mấy cái này là cũng sơn lại rồi này các bác này. Chưa biết đời bao nhiêu luôn, chưa hỏi. Để đánh bóng đi. Cửa ống bị các bạn đây, xước này. Vết này nữa này. Càng sau này cũng sơn rồi. Nhìn là biết, nhìn nó bóng bóng. Màu bạc các bạn, số sàn 3 máy, con này đi tiết kiệm thì thôi rồi luôn. Cabo zin nhá. Đây ốc đây. Nói chung phần đầu con này thì đẹp. Con nhỏ nhỏ mà cái bình ắc quy to thế nhỉ. Đây. Xem phần máy nào. Con này thì máy zin từ dàn cò luôn các bạn. Đấy. Cả phanh ABS này, cái cục này này. Đăng kiểm còn đến tháng 1 2025. 2025 mới hết đăng kiểm. Ở à đây, giấy tờ ở đây rồi. Em xin phép không được quay nha các bác nhé. Con này là Mirager 2014 các bạn. Xem tiếp nào. Máy 1.2 nhập khẩu Thái Lan. Đấy, con này một chủ từ mới nhá. Đăng ký 22 tháng 7 2015 này. Sản xuất 2014 nhưng mà là đăng ký 2015 các bạn. Đây, ghế của một con xe mà chạy chục năm này. Vẫn khá là đẹp nhỉ. Ghế lái đây. Vô lăng này các bác. Vô lăng không có gì cả. Mỗi nhựa không. Đầu đài này. Đấy, các bác mong thích xe zin này. Có xe zin, đầu zin theo xe đây. Em chỉ thích mua. Bác nào đã độ màn rồi mới thích. Tần số này. Có cả chỗ để cắm USB luôn. USB nghe nhạc. Phần cửa nào. Cửa thì ốc vẫn rinded. Đây cái phần tay nắm cửa này. Cái này mòn giống con Morning nhỉ. Con Morning đời sâu sâu nó có hai kiểu nhựa này. Mòn này. Nhìn bóng tấn. Đây. Ghế sau đây các bác. Trần nỉ nhá. Trần nó còn khá đẹp, sạch sẽ. Đây chắc ít người ngồi sau cho nên là chỗ này còn đẹp này. Đấy, phần tay nắm cửa.
Đế kính đây, đế 13. Con này bán bao nhiêu anh Cường? 265 triệu. 265 triệu à? Tổng giá tên nó khoảng tầm cứ tính chục triệu đi. Vâng, con này giá tên ít mà. Con này cả giá tên nó khoảng 7 triệu nữa thôi. Ok. Đây các bạn nhá, hơn 200 triệu thôi. À hơn 100 triệu. 165 anh vừa bảo 265. Đấy, 165 thôi các bác nhá. Anh Cường báo nhầm. Em thấy lạ lạ rồi. Đấy. Tốt. Ôi dồi ôi, ông bố của Năm. Đáng thật, chăm vợ. Đấy, ông anh thì vẫn ngon đen luôn. À, đây, giờ mới thấy các bạn. Đây, chỗ này để chạm tí này. Các bạn thấy không? Chạm đây, đây nó bả lại mặt tít này. Một đoạn đây. Đấy, còn phần bên này thì vẫn ngon. Bên này zin. Chạm nhẹ vào đấy. Đây, chỗ này nó han này các bác. Nhưng mà bình thường mấy con này nó vẫn han. Đấy, nhưng bên này nó ít hơn này. Đấy, nó có nghĩa là bị chạm vào đây. Chạm phần này. Để xem có vào sâu nhá. Chắc là không sâu mấy nhỉ, sâu thì đã vỡ kính rồi. Rồi. Ok các bạn. Đây. Tôn sắt bên trong vẫn ok. Đấy, cái keo bên dưới vẫn là keo của nhà sản xuất luôn nhá. Đấy. Cả này sơn lại rồi. Có nghe con này bị chạm tí ở nắp cốp. Ôi, ốc này có vẻ giống như tháo rồi, phẫu thuật rồi các bạn đây. Cháu đây là họ tháo rồi, đã nhìn không kỹ. Đây. Ốc cốp là tháo rồi nha, nhưng mà tuy nhiên là chạm nhẹ thôi các bạn. Đây bị đúng cái góc này. Phần này vẫn zin nhá. Đấy, bị tí này luôn. Bật 15-20 phân chỉ. Đèn đóm vẫn zin, đèn zin. Mirangger. Đây, xe này chắc chỉ người hai người ngồi là chính thôi. Bên đằng sau vẫn nhìn khá là mới. Cửa zin. Xem cửa lái nào. Đấy, chỗ này cầm tay nhiều nó mòn hơn. Cửa lái thì ok các bạn. Con này không có gì cả, mỗi bị cái cốp một chút thôi. Ồ đồ, ôi già, 9 vạn. Không biết có chuẩn không nhỉ? Một chủ từ mới. Con này có một túi khí ở đây các bạn. Nhìn cái vô lăng chán nhỉ, trống trơn. Đây bọc vào nhiều này, cầm nó sờn hết đi. Sờn hết chỗ này luôn. Đấy. Gương kính chỉnh điện hết các bạn nhé. Đây công tắc này không biết độ gì, còi hay là đèn gì nhỉ. Tí em thử đã. Đấy, mấy cái phím bấm này cũng khá mòn rồi. Nhựa này. Con này là không có taxi dịch vụ các bác nhé. Đấy, con taxi nhìn biết ngay. Xem chân côn chân phanh nhá. Đấy. Đây chân côn chân phanh nhá. Chưa mòn mấy các bác nhỉ. Có khi 9 vạn chuẩn đấy. Kích lại để dưới này. Kích con này để dưới gầm ghế luôn. Lên la răng rồi các bác nhá. Con này à hay là la răng phay chứ. Đẹp hết đấy. Anh chơi bằng đĩa nhưng cái đĩa con này nó bé nhỉ. Và chắc em phải cho đi láng đĩa rồi. Hơi gờ gờ gợn tí. Đi cho nó mượt. Lốp la còn khá là đẹp. Xem lốp sau này. Phanh sau là tăng trống nha các bác. Đây máy này. Em đang bật cả điều hòa nữa các bạn. Đấy.
con ba mái bao giờ nó cũng hơi rung rung nhỉ, con nào cũng thế. Đèn là chắc cho đi đánh bóng này. Đấy, nó mở mở hết rồi, nhìn vàng khe cả hai bên này. Hơn 100 triệu cho một con xe 5 chỗ các bạn, đời 2014 nhé. Nói chung là cũng sơn tỉa quanh xe, sơn nhiều đấy. Đây cái chỗ này em phải đi làm đẹp này. Đây nữa này, bà bu lê trước sơn rồi này. Bà Matiz dày thế. Kiểu bánh đa nhỉ. Ok, hôm nay chẳng nhẽ là em đi cùng bác Cường các bạn, nhưng mà lại phải ở nhà giao cho cái bác lên lấy i10 ở Thái Bình lên, thế là không đi cùng được. Bác Cường về em vừa quay sơ qua cho bác cái con Midranger này nhé. Bác nào kết thì có thể liên hệ em ở số điện thoại góc màn hình nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác. Chúc các bác nghỉ giỗ vui vẻ nhé, giỗ tổ mà, cả nước giỗ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.